Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức là quý vị hãy chú ý những cái lá thư của Medico sẽ đến thùng thư của mình từ đây cho đến 31 tháng 12, 2023. Tin vui là tiền Travel Tax Credit 3.600 sẽ quay trở lại vào năm 2024. Lần đầu tiên hỗ trợ 100.000 đô la cho low income mua nhà. Dùng voucher 8, low income có thể trả tiền mua nhà hàng tháng. Miễn phí học lái xe cho học sinh vào năm 2024. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Thì theo như thông báo của DSCS là trung tâm về Medicare và Medicaid Medical thì họ có thông báo như sau. Thì thông tin quan trọng về bảo hiểm sức khỏe của quý vị, lá thư này cũng khá là dài cho nên mình chỉ đọc những cái phần chủ yếu là phần chính. Quý vị và các bạn có thể vào cái trang này để xem cụ thể chi tiết nha. Có một tin mừng muốn chia sẻ. Quý vị sắp được hưởng thêm nhiều quyền lợi của Medico bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Người lớn từ 26 tuổi đến 49 tuổi đã đủ điều kiện nhận Medico sẽ được hưởng Medico toàn phần, tức là Full Medico. Full Medico sẽ giúp quý vị chi trả tất cả những cái chi phí về y tế nhiều hơn so với Medico hạn chế và Medico một phần và Medico chia sẻ chi phí mà bấy lâu nay quý vị đang nhận được. Với cái luật mới vào tháng Giêng 2024 thì những người nhận chương trình Medicaid Medico sẽ được nhận trọn vẹn tất cả những cái phúc lợi của Medico Medicaid. Là trong tháng 12/2023 quý vị sẽ nhận được thư qua bưu điện thông báo cho quý vị biết rằng quý vị có đủ điều kiện để nhận được các cái khoản thanh toán hỗ trợ, gọi là những cái lợi ích của Medico toàn phần hay không, và khi nào thì quý vị bắt đầu được nhận cái chương trình đó. Và quý vị có cần phải làm điều gì, nộp thơ, nộp giấy tờ hay cần thay đổi cái gì hay không, thì trong lá thư thông báo của Medico từ đây cho đến 31 tháng 12 họ sẽ ghi rõ ràng chi tiết, cho nên quý vị chú ý và đọc kỹ nha. Lợi ích nhận được từ bảo hiểm sức khỏe Medico toàn phần sẽ khác với bảo hiểm sức khỏe Medico trước kia, là có bao gồm những cái nha khoa, thị giác, thị lực, chăm sóc y tế, thuốc do bác sĩ kê toa, chăm sóc chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe tâm thần, kế hoạch hóa gia đình và thai sản, chăm sóc cấp cứu, xét nghiệm do bác sĩ yêu cầu, vật lý y tế, trị liệu tình trạng về rượu ma túy, chăm sóc nha khoa, đưa đón đi bác sĩ, khám nha khoa và lấy thuốc theo toa. Đây là những cái phần của Medico toàn phần cho năm 2024 ha. Và có những cái phần chính quý vị chú ý nha, là quý vị không cần nộp đơn xin Medico khác. Nếu như quý vị đang có Medico một phần hoặc là đang có chương trình bảo hiểm sức khỏe Medico chia sẻ chi phí thì quý vị cũng không cần nộp đơn. Trung tâm sức khỏe Medicaid Medico sẽ tự động xem xét hồ sơ của quý vị và đánh giá xem quý vị có đủ điều kiện để nhận được phúc lợi Medico toàn phần vào năm 2024 hay không. Quý vị có thể gọi vào đây là 1-833-284-0040 hoặc là để liên lạc với nhân viên trợ giúp ở địa phương theo cái đường link ở dưới này nha. 1-800-430-4263. Theo như bài báo của Ancius.com ngày 11 tháng 12, 2023, Quốc hội hướng tới thỏa thuận tín dụng thuế trẻ em vào phút cuối. Theo các nhà lập pháp và trợ lý, các thành viên của Hạ viện và Thượng viện đang tham gia vào các cuộc đàm phán nâng cao quan trọng vào phút cuối để đạt được thỏa thuận thuế tín dụng trẻ em vào tháng 12 hoặc tháng Giêng đầu năm 2024. Tại sao vấn đề thuế trẻ em 3.600 lại trở nên quan trọng hơn hết vào lúc này đối với hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa? Bởi vì cả hai đảng đều muốn có được sự ủng hộ của người dân vào tháng Giêng năm 2024 trong kỳ bầu cử sắp tới. Và cho đến nay, hiện giờ thì hai đảng đang cố gắng để thực hiện đến thỏa thuận cuối cùng
đạt được đến cái việc mà đem cái thuế tín dụng 3.600 trẻ em quay trở lại vào năm 2024 hoặc sớm nhất là vào cuối tháng 12 2023. Đối với Đảng Dân Chủ thì họ nói rằng tín dụng thuế trẻ em 3.600 là huyết mạch cần thiết, nguồn tài chánh cho những gia đình low income có con nhỏ. Đảng Cộng Hòa thì họ muốn chứng minh với tất cả các doanh nghiệp rằng đa số Đảng Cộng Hòa có thể mang lại lợi ích cho những cái doanh nghiệp bằng cách là sẽ cố gắng khôi phục toàn bộ những cái khấu trừ về các khoản đầu tư hoặc là các khoản thuế đã hết hạn vào năm 2022. Dù sao thì đây cũng là một tin vui, bởi vì một cái dự án mà đã được hai đảng đang ráo riết ủng hộ như thế thì hy vọng sẽ sớm có kết quả vào cuối năm hoặc là đầu năm 2024, cho những gia đình có con nhỏ sẽ có thêm một cái nguồn thu nhập hàng tháng để mà hỗ trợ cho chi phí trong cuộc sống. WPBF.com ngày 30 tháng 11, 2023, một cơ hội tuyệt vời tại Florida, quận Palm Beach, đang có cái chương trình hỗ trợ lần đầu tiên lên tới $100,000 cho cư dân low income có số tiền để đặt cọc mua nhà lần đầu tiên của mình. Và quý vị, các bạn cũng có thể vào cái đường link ở dưới này để mình xem chi tiết cụ thể rõ ràng hơn. Website sẽ được mở ra vào ngày thứ Tư, 27 tháng 12, 2023 vào 8 giờ sáng và sẽ đóng cái trang web này lại vào ngày 17 tây tháng 1, 2024, cho nên quý vị chú ý nha. Website để nộp đơn cho chương trình này sẽ tự động đóng lại khi mà website nhận đủ 100 đơn, bởi vì mỗi một đơn sẽ được hỗ trợ lên đến $100,000, cho nên chỉ giới hạn trong khoảng thời gian ngắn và giới hạn số lượng đơn được nộp. Cho nên quý vị nếu thấy mình có nhu cầu cần sự giúp đỡ lên đến $100,000 để mua căn nhà đầu tiên thì hãy cố gắng đăng ký và nộp đơn sớm. Một hộ gia đình 4 người thì thu nhập hàng năm phải làm dưới $136,000 thì sẽ đủ điều kiện để tham gia nộp đơn mua nhà lần đầu tiên. Và bên cạnh đó, quý vị phải tham gia cái chương trình vào ngày 20 tháng 12, chương trình định hướng cho những người mua nhà lần đầu. Sau đó rồi thì quý vị mới được tham gia đăng ký khi website mở ra vào ngày 27 tây tháng 12. Về số điện thoại ở dưới đây nha, 561-233-3600 hoặc là email về cái email ở phía dưới này, để mình biết thêm chi tiết điền đơn, nộp đơn. Và quý vị phải vào cái đường link ở phía dưới này nè, sedfurity@pbcgov.org này, biết thêm chi tiết điền đơn, nộp đơn nha. Theo như bài báo của massleaf.com ngày 12 tháng 12, 2023, tiểu bang Massachusetts đang cố gắng giúp hơn cả 100,000 người dùng cái phiếu hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng gọi là Housing Voucher số 8. Có một số tiền định kỳ hàng tháng để trả tiền thuê nhà. Và hiện nay thì cư dân đang dùng cái voucher 8 này, có thể dùng số tiền này để trả tiền mua nhà hàng tháng của mình. Bên cạnh đó có một sự thay đổi về cái giá trị của voucher 8 này sẽ được thay đổi theo zip code của từng nơi có các căn nhà cho thuê. Một lần nữa thì giá trị của những housing voucher số 8 này sẽ được thay đổi cho hợp lý với cái số tiền nhà cho thuê của cái khu vực mà quý vị dọn đến hoặc chuyển tới nơi khác. Tiểu bang Texas đã có một cái quỹ $8,000,000 để dùng giúp cho những người đi thuê nhà, những người cần tiền để đặt cọc nơi ở mới hoặc là di chuyển đến một nơi ở mới cần có những chi phí, thì có thể nộp đơn theo cái đường link ở dưới này để xin hỗ trợ những cái tiền thuê nhà, tiền đặt cọc nhà và chi phí chuyển đổi nhà nha. Quý vị có thể vào cái đường link ở trên này để mình xem được chi tiết cụ thể cái cách điền đơn, nộp đơn xin hỗ trợ cái chương trình tiền đi thuê nhà này ha. Cho nên quý vị có thể vào cái đường link này hoặc là gọi số điện thoại 519-974-8130 hoặc là gọi số điện thoại 737-214-7406. Quý vị có thể click vào cái đường link ở dưới này nha. Nó có cái phần tiếng Việt để cho mình bấm vào đây để mình xem cái chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà của tiểu bang Texas nè, thành phố Austin nha.
Và ở tiểu bang Wisconsin, theo như bài báo của TMJ4.com, ngày 6 tháng 12, 2023, thì những học sinh trung học ở Wisconsin sẽ được hỗ trợ những cái khoản chi trả cho tiền học lái xe miễn phí vào năm 2024 nha. Thống đốc của tiểu bang Wisconsin đã ký một cái luật hỗ trợ tiền học lái xe miễn phí cho các em học sinh từ 16 đến 18 tuổi để có tiền trang trải cho cái chi phí học lái xe này, thông thường là khoảng từ 400 đến 600 đồng mà nhiều gia đình thu nhập thấp ở Wisconsin cũng không có khả năng chi trả cho cái số tiền này. Và cái luật này sẽ được áp dụng vào tháng 7 năm 2024 sắp tới đây. Và quý vị nào ở Wisconsin có con em mình trong mùa xuân, mùa hè năm sau 2024 mà cần sự hỗ trợ về chi phí tiền học lái xe thì hãy cố gắng liên hệ với Bộ Dịch vụ Xe tại Wisconsin để có thêm chi tiết cụ thể, hoặc là đến vào năm đầu 2024 họ sẽ có thêm thông báo chi tiết cụ thể hơn nhé. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.